chấn động, tiên tri bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn về vận trình cuộc đời của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trời Phật độ mệnh, vận số phú quý, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, giàu sang phú quý hơn người, đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Thế nhưng cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bước đường đời. Chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi cho mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người, nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng, thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công. Bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Tử vi học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp, có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu, kẻ hạ, nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắt chiu từng đồng một, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên, mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, khi xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Mùi sinh 1967, con giáp này là người có phẩm chất nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, lại rất chu đáo, giỏi giang, thuộc dòng dõi con nhà Hắc Đế, Tân Khổ. Tuổi này số định rằng, khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để tự làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm, họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt, nhưng cũng chính vì bản tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác mà trên con đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại, thậm chí có người còn gặp phải kẻ lừa gạt, khiến tiền của tích cóp bao năm bỗng chốc bay mất sạch. Những năm vừa qua, tuổi Đinh Mùi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng, tuy nhiên, qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai. Từ năm 2024 trở đi, cuộc sống của Đinh Mùi sẽ sáng bừng trở lại, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, mọi vận xui xẻo tự nhiên biến đâu hết, đổi lại là may mắn hết phần thiên hạ. Và ngay trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 này, Đinh Mùi bất ngờ nhận lộc lớn trời ban, làm ăn trúng lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, nhiều không đếm xuể, khiến Đinh Mùi cũng phải giật mình hoảng hốt về sự đổi đời ngoạn mục, giàu sang nhanh chóng của mình. Đến khi về già, họ sẽ có cuộc sống tiền bạc đầy đủ, tinh thần viên mãn, sung túc, mười phân vẹn mới. Vậy vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi sinh 1967 cụ thể diễn ra như thế nào? Vận may từng tháng của mệnh chủ là gì? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé! Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Trong 12 con giáp, Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu, trẻ em tuổi Đinh Mùi thường hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo, đôi khi còn có sự nhút nhát, bẽn lẽn đáng yêu, dễ tạo thiện cảm. Những nét tính cách này có thể theo cả tới khi trưởng thành, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn, nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại,
thì Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị, chán trường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng vạn người ngưỡng mộ, họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung, họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào. Không bao giờ có thể ép buộc họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của Đinh Mùi, họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời của Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện, họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh, dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua. Nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội, nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú, họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm, thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối, nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Đinh Mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy, đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình, nhưng đó là bản tính của họ. Đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ, cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ, những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết nên Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thong dong, nhàn hạ. Để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ để có hiệu quả, Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất, họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực. Vì vậy họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vực tinh thần họ dậy, họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi vã, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung trong công việc, mọi người vẫn muốn được hợp tác làm việc cùng Đinh Mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể, điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú, họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm, thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối, nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để sự việc diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi nhạy cảm,
và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao. Thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người. Họ có nhiều ham thích đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp. Họ luôn hành xử duyên dáng và nề nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu. Họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây, từng phút. Đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú thì họ sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Nữ mệnh Đinh Mùi cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh sự nghiệp rộng mở, sáng lạn, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Nam mệnh, theo tử vi phương Đông cho thấy nam mệnh Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi sẽ được thảnh thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, giải nghĩa nạp âm, thiên hà thủy tức là nước trên trời, hay còn được gọi là nước mưa trời vô cùng tinh khiết. Người mệnh này sống lịch thiệp, nhã nhặn, trí tuệ thông thái, năm giáp thìn thuộc mệnh hỏa, dựa theo ngũ hành mệnh thủy của tuổi. Tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can đinh bình hòa với can giáp, địa chi mùi bình hòa với thìn, như vậy, được đánh giá là tốt đẹp. Đặc biệt, thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, vận trình công danh sự nghiệp của mệnh chủ cũng có bước tiến nhảy vọt rực rỡ hơn và có xu hướng ổn định dần. Trong hai tháng này, hầu như không có hung tinh tác động xấu, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, nên mọi phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Mùi đều có sự phát triển đáng kể, công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc cũng vượng phát không ngờ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, có thể nói rằng trong hai tháng âm lịch này là giai đoạn cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Mệnh chủ thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào cơ hội cất nhắc. Nhờ có sao chính ấn và chính quan phù trợ, sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Bạn vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, trong quá trình làm việc, sẽ không tránh khỏi va vấp. Song bạn không nghĩ tới việc bỏ cuộc, tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra, mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tinh thiên đức báo hiệu, quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất và chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Trong tháng 3, 4 âm lịch này sẽ đem tới cho mệnh chủ cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của bạn khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạt tiến cử. Bạn hãy tự tin đứng lên, nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể, chính là cách báo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng đều đều, lợi nhuận luôn được đảm bảo. Mệnh chủ cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân, tài chính được cải thiện nhanh chóng. Nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận việc đầu tư, cân bằng thu chi đều, cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Dù vậy, mệnh chủ hãy luôn lạc quan vì vận may và phước lành vẫn ở bên. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực trước đó, mệnh chủ sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc. Đúng như kế hoạch đã đưa ra, chỉ cần nghiêm túc làm việc, sống thực tế và không lơ là, bất cẩn thì mệnh chủ sẽ gặp nhiều thuận lợi. Không nên tin tưởng người khác quá mức, hãy tự mình đảm nhiệm mọi việc. Xét về phương diện tài lộc,
Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 cũng sẽ được ban phước lành ở phương diện tiền bạc. Nếu làm trong lĩnh vực buôn bán, dịch vụ, bạn sẽ có thêm nhiều khách quen, khách sộp. Trong 2 tháng này, buôn may bán đắt và có uy tín trong cộng đồng, người làm kinh doanh cũng đạt được nhiều thành công lớn. Có những bước tiến trong sự nghiệp, còn với người làm công ăn lương và làm tư, được chính ấn và thiên ấn hỗ trợ, cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mà như vậy thì bạn chắc chắn được nhận không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng, cấp trên sẵn sàng thưởng cho những nhân viên cần mẫn và tài năng như bạn, chỉ cần bạn tận dụng tối đa các cơ hội thị trường. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, hãy chịu khó đổi mới và bắt kịp thời đại, đừng mãi ẩn nấp trong vòng an toàn thì bạn sẽ có một mùa bội thu tài chính đó. Với người làm kinh tế, cát tinh thiên đức giúp bạn hóa giải nhiều khó khăn mà bạn gặp phải trên con đường làm giàu, quý nhân luôn xuất hiện những lúc bạn cần nhất, cứu bạn thoát khỏi một bàn thua trông thấy, con giáp này cởi mở, tốt tính nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm được những đối tác phù hợp, cùng chung chí hướng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này sẽ là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần bạn chấp nhận vất vả, bôn ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào trong túi bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén nên dễ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về lợi ích cho tập thể. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Khi đồng tiền dư giả trong túi, cát tinh khuyên bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần bạn tốt bụng giúp đỡ người khác không toan tính, thì đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Thậm chí, trong quá trình làm từ thiện, bạn còn có cơ hội kết thân với quý nhân hoặc với những đối tác lớn. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Sức khỏe sẽ gây ra một số vấn đề đối với Đinh Mùi trong tháng 3, 4 âm lịch. Điều quan trọng là bạn phải duy trì sức khỏe, thể chất cũng như sức khỏe tinh thần. Bạn nên lập chế độ ăn uống và tập thể dục tốt, sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của bạn và giữ cho bạn khỏe mạnh. Sẽ có vấn đề về sức khỏe, tinh thần do căng thẳng và rối loạn, lo âu, bạn nên nghỉ ngơi đầy đủ. Về cơ bản là quan trọng đối với sức khỏe tinh thần, các phương pháp thư giãn như thiền và yoga sẽ tăng cường hơn nữa về thể lực, tinh thần, tâm hồn của bạn, đặc biệt tinh tế và nhạy cảm, để đảm bảo bạn luôn tràn ngập năng lượng, may mắn trong thời gian tới, hoàn toàn phù hợp với tính cách của bạn. Màu sắc thích hợp nhất là màu kem và màu vàng. Những màu sắc này đồng cảm với sự nhạy cảm của bạn một cách hài hòa, có khả năng khiến mọi người thoải mái và dễ chịu trong môi trường xung quanh bạn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Những dự đoán cho tuổi Đinh Mùi, bạn cũng nhận được điềm lành cho đời sống tình cảm, bạn đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình. Vì thế mà bạn được lòng mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự yêu mến, mối quan hệ của vợ chồng cũng được nâng cao, bạn có một mái nhà đầm ấm. Khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau, vợ chồng bạn luôn tâm sự cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Giữa cha mẹ và con cái, khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách nghĩ, cách làm, song đôi bên luôn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ thế mà không có mâu thuẫn nào gay gắt nổ ra, đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao Thiên Đức cũng giúp người độc thân tìm được niềm vui và sự chia sẻ trong năm mới. Hãy luôn quan tâm, chia sẻ với người khác để cuộc sống thêm màu sắc và ý nghĩa hơn. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của người tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi đón vận trình nhiều cát lợi, tuy so với tháng trước thì không bằng, nhưng cũng được coi là khá lý tưởng, vận trình trong thuận có nghịch. Trong cát tàn hung, cẩn tắc vô ưu, hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu, nội bộ nơi làm việc xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khiến mệnh chủ cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Về tài lộc, cả chính tài và thứ tài đều khá vượng, bạn có thể đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp. Một số mệnh chủ còn gặp may về tiền bạc, mua hàng dễ trúng thưởng.
Đầu tháng là thời điểm tình hình kinh doanh thuận lợi nhất, bạn nên dồn toàn bộ tâm trí tiến hành, sẽ hứa hẹn thu về lợi nhuận lý tưởng. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi trong tháng 4 âm lịch này có lộc về đầu tư bất động sản hoặc lĩnh vực tài chính, nguồn thu phụ gia tăng, tiền bạc dồi dào, có điều bạn nên thận trọng khi đi lại, nhất là đến nơi sông nước kẻo gặp xui xẻo. Sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Đinh Mùi năm 2024. Vận hạn năm này chủ về tài lộc, hao tổn, thất thoát tài sản, mệnh chủ duy trì những công việc nhẹ nhàng, quy mô nhỏ thì không cần lo lắng, nhưng nếu có sự đầu tư lớn thì cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Ở độ tuổi này, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Khi có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần được minh mẫn, sáng suốt, cảm nhận được những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một khoản tài chính độc lập cũng giúp mệnh chủ tự tin, thoải mái phục vụ sở thích cá nhân. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy năm 2024. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm mệnh chủ tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc, gồm màu đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an, tích cực làm việc thiện. Có quan niệm cho rằng, nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, thì mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, mệnh chủ cần thực hiện những việc sau đây. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng, mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh, tuổi Đinh Mùi năm 2024. Năm được sao tốt chiếu mệnh, nên nữ mệnh Đinh Mùi có lộc về làm ăn, buôn bán, theo đó, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, tiêu pha không phải nghĩ, tâm tư tình cảm cũng ngày càng hồ hởi, đón nhận tin vui trong năm mới. Tuy vậy, hạn huỳnh tuyền mang đến những bất lợi về sức khỏe, tinh thần, nhắc nhở mệnh chủ nên thăm khám sức khỏe định kỳ để nắm bắt tình trạng cơ thể. Trong đời sống tinh thần thì luôn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ, không màng chuyện thị phi, cuộc sống của nữ Đinh Mùi trong năm Giáp Thìn trôi qua bình an, phẳng lặng, không có nhiều sóng gió, mệnh chủ nên duy trì những thói quen sống tích cực, nâng cao đời sống tinh thần, tham gia các hoạt động xã hội để luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Cách kích hoạt cát tính của sao Thái âm bằng phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topica xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng nâu, nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm. Vì được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, tu thân, tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi mệnh chủ tốt bụng. Không ngại ngừng giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích cũng như thức khuya, kẻo gây họa bất ngờ. Đề phòng tai bay vạ gió trong năm, mệnh chủ không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang.
Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp tuổi Đinh Mùi gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu nâu vượng sự nghiệp. Màu sắc này sẽ giúp tuổi Đinh Mùi phát huy được điểm mạnh trong công việc, đem tới cho bạn cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực. Màu vàng vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng màu vàng, con giáp này sẽ dần trở nên cởi mở hơn, do tốt tính nên sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm được những đối tác phù hợp cùng chung chí hướng với mình, mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Màu da cam vượng tình duyên. Hãy thường xuyên mặc những bộ đồ hoặc sử dụng những phụ kiện có màu cam, mệnh chủ sẽ gặp được những đối tượng đáng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nghiêm túc trong tình cảm với những người đã có gia đình thì màu cam cũng giúp bạn xây dựng được một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Đinh Mùi là màu xanh đen, xanh lá. Đây là hai màu mà người tuổi Đinh Mùi cần hạn chế sử dụng trong năm 2024 này, nếu không, mệnh chủ dễ có những hành động khinh suất, khinh địch, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, dễ rơi vào bẫy, gây hao tài tốn của. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh 1967 ở tuổi 58. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già. Cô đơn là kẻ thù lớn nhất, ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn. Không bị con cháu hay bạn bè lãng quên, Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp. Người ta tôn trọng người già và yêu trẻ, thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà lướt đức độ của người già, người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng. Tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ, con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng, đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra, hãy sống hòa hợp và công bằng, có như thế, thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm, chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. Nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, mệnh chủ sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ, điều này đã thấy rõ trong nháy mắt. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già, không phải lúc nào cũng chỉ có thể ăn được, hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình, đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh 1967 nắm được vận mệnh của mình. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.